Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em xin trân trọng giới thiệu tới quý vị ba căn nhà dự án rất là mới thuộc La Tinh Hoài Đức. Với ba căn nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, thiết kế vô cùng hiện đại và sang trọng. Với cái thiết kế của cái căn nhà này thì rất là trẻ trung mọi người ạ, tinh tế, đường ngõ trước nhà rất là thoáng. Ưu điểm lớn nhất của căn nhà này đó chính là rất là gần với đường ô tô mọi người nha. Ngõ trước nhà thực tế của cái căn nhà này thì nó chỉ được khoảng tầm 1m6 thôi mọi người ạ. Đây, 4 viên gạch 40 mọi người ạ. Nói chung có như thế nào thì em review như thế. Toàn bộ phần hoàn thiện của ba căn nhà này thì đều đã xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở. Mặt tiền của ngôi nhà toàn bộ là ốp đá granite, cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế toàn bộ là hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính cường lực. Từ vị trí căn nhà này, nó rất là gần với trường đại học Phenica, gần với lại trung tâm thương mại Eomon Hà Đông, gần với bến xe Yên Nghĩa. Nó cũng rất là gần với lại đường Dương Nội mọi người nha. Xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ, trường, phường, trạm, trạm y tế này, trường học mầm non cấp 1, cấp 2 Hoài Đức. Nói chung đi lại giao thông rất là thuận tiện, gần với bãi đỗ xe ngày đêm nó chỉ khoảng tầm 50m thôi. Đây ngoài nó đứng là cái phần phòng khách của ngôi nhà thì mọi người có thể nhìn thực tế luôn, căn nhà này đã dọn dẹp sạch sẽ cả cái phần vệ sinh, chỉ việc xách vali về và ở, sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà luôn. Với ba căn nhà này, giá chào bán hiện tại của chủ đầu tư tới tay khách hàng đó chính là 2.300.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, 2.300.000.000 đồng mọi người nha. Vị trí thuộc La Tinh Hoài Đức, với cái phần thiết kế phòng khách rất là đẹp, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, trần phào rất là chỉn chu. Ngoài ra ở đây chủ đầu tư có lắp luôn cho mình một chiếc quạt trần nữa mọi người ạ. Đó, phần phòng khách của ngôi nhà rất là rộng. Mặt tiền của ngôi nhà này 4m28, mặt hậu 4m28, hướng nhà là hướng tây bắc mọi người nha. Đó, Ngọc Ánh review chi tiết cụ thể đường, hướng, giá, vị trí để cho mọi người có thể tham khảo, cân đối, xem video kỹ trước khi đi xem nhà thực tế nha. Và đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà thì thiết kế, đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn, tủ bếp thiết kế toàn bộ là màu trắng, tủ gỗ công nghiệp mọi người ạ. Xung quanh bếp ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304 đều được hoàn thiện và lắp đặt đầy đủ hết rồi. Nói chung với căn nhà này hoàn thiện 100%, chỉ việc xách vali về và ở được ngay, bàn giao nhà được luôn, hồ sơ điện, hồ sơ nước, lắp đặt riêng biệt từng căn. Với ba căn nhà xây theo hình thức liền kề, tuy nhiên chủ đầu tư xây dựng theo tường riêng, móng riêng và cột riêng nha quý vị. Đó, ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở đây còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị cái công năng sử dụng là bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với căn nhà 30m2 thiết kế 5 tầng hiện đại, giá chào bán 2.300.000.000 đồng rất là hợp lý cho một cái diện tích tổng thể của ngôi nhà 150m. Với cái phần hoàn thiện cầu thang ở đây thì quý vị có thể nhìn giúp Ngọc Ánh, toàn bộ tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Mời người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế 5 tầng 150m sử dụng như thế nào. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà, mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong mọi người ạ. Và đây chính là cái phần phòng ngủ được toàn bộ là lát sàn gỗ này, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài, hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm kính và bên trong là lớp cửa inox 304. Đây, rất là chắc chắn. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với cái thiết kế phần phòng ngủ của ngôi nhà cũng được thiết kế ở đây là hệ thống trần thạch cao mọi người nha, đèn led chiếu sáng. Phần mặt tiền của ngôi nhà 4m28 cho nên là tạo nên cái căn phòng này cảm giác rất là rộng. Diện tích sử dụng của cái căn phòng này nó khoảng tầm 20m bởi vì cầu thang để ở cuối mọi người ạ, cho nên là nó tối ưu vào cái phần phòng ngủ đây. Đó, rất là rộng, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Cửa chính, cửa thông phòng đây, thiết kế là cửa gỗ lim. Đó, và phần phòng nhà vệ sinh thiết kế theo kiểu master ở phía bên trong gian phòng ngủ đây, đáp ứng cho quý vị bồn cầu này, cũng như là đây, lavabo, hệ thống sen tắm, cửa nhà vệ sinh đây. Nói chung là review rất là cụ thể, chi tiết từng cái thiết kế của ngôi nhà nó không quá cầu kỳ, tuy nhiên nó đáp ứng cho quý vị toàn bộ cái công năng sử dụng theo từng tầng đầy đủ hết.
Đó, app đây, app đặt ở trong từng phòng một nha các bác. Như ông ấy vừa chia sẻ rồi, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế y hệt nhau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ lớn, phòng nào cũng có đầy đủ cửa sổ để lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong cái không gian của cái căn phòng. Nó rất là thoáng, mở cửa sổ ra nó rất là mát mọi người ạ. Đó, phòng nào cũng được lắp hệ thống đèn LED chiếu sáng này, cũng như là các phòng ngủ thì được lát sàn gỗ công nghiệp, nhìn nó rất là ấm cúng. Với cái phần hoàn thiện căn nhà này nó rất là chỉn chu. Đó, phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây này, các phòng vệ sinh đều được ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ. Và trong cái không gian của căn phòng đây mọi người có thể nhìn thực tế nó cũng rất là rộng đó. Và tầng 2, tầng 3, tầng 4 như nhau rồi, thì mời mọi người theo em lên trên phía tầng 5 khám phá tầng cuối cùng của căn nhà này, xem là 150m² sử dụng có ok hay không nhá. Và Ngọc Ánh đang là đứng ở phía cầu thang, bước lên trên phía tầng 5. Ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 5 của ngôi nhà thiết kế như sau. Đây là cái khu vực để máy giặt mọi người nha. Đây ạ, ổ cắm vào, thoát sàn. Và phía tầng 5 ở đây, chủ nhà thiết kế cho mình một cái không gian để làm phòng thờ, rất là hợp lý. Riêng trên phía tầng 5 này thì chủ nhà lát gạch, kích thước gạch 60-60 vân gỗ ở trên phía tầng 5. Ngoài ra đây chính là phần sân phơi. Đây mọi người ơi, rất là rộng nha mọi người. Căn nhà này nó rất là gần với trạm bơm Yên Nghĩa. Đứng từ vị trí căn nhà này nó gần với trạm bơm Yên Nghĩa. Nếu như mà tính theo đường trên bay thì nó khoảng tầm 300m thôi mọi người ạ. Nói chung với thiết kế của cái căn nhà này 30m, xây 5 tầng, sử dụng hợp lý công năng. Với cái thiết kế rất là chỉn chu, 3 phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, phòng thờ, sân phơi. Giá chào bán 2 tỷ 300 triệu đồng, vị trí là thuộc La Tinh, Hoài Đức. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hóa 0888041414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.